Vâng, em Việt xin gửi lời chào tới các bác nhà mình cùng quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi xe đã qua sử dụng Việt Xế Chất với hotline tư vấn là 0968 22 889. Và ngày hôm nay thì em Việt lại mang tới cho các bác một mẫu xe SUV gầm cao 5 chỗ cực kỳ chất lượng, nổi tiếng về cái độ bền bỉ và lành tính đến từ thương hiệu Honda của Nhật Bản. Và đặc biệt là trong ngày hôm nay em Việt sẽ bán cho các bác một cái mức giá mà các anh chị ta chỉ cần nghe xong thôi là các bác khỏi phải mặc cả luôn. Vậy thì đây là một chiếc Honda CR-V phiên bản full động cơ 2.4 được sản xuất năm 2014. Có tất cả tình trạng xe cam kết với các anh chị là nguyên zin nguyên bản, xe không đâm xô, không tai nạn, không thủy kích và hồ sơ pháp lý là chuẩn chỉ để các bác có thể dễ dàng sang tên chính chủ cho vòng 4 nha. Con này là một chủ duy nhất từ đầu, biển 15 Hải Phòng. Xe màu xanh ánh tím, nội thất đen. Bản full cao cấp nhất thì chúng ta sẽ có ghế lái chỉnh điện và có cửa nóc, và một chiếc xe phải nói là thực sự chất lượng. Gầm cao, tầm quan sát tốt, form dáng thiết kế hiện đại trẻ trung. Cảm giác lái chính xác và quan trọng vẫn là bền bỉ, không hề kém cạnh so với những sản phẩm của thương hiệu Honda. Vậy thì ngày hôm nay với giá tiền chỉ có ngang ngửa với cả một con i10 là các bác có thể sở hữu xe này rồi. Vâng, và ở phần cuối chương trình thì em Việt sẽ báo cho các bác cái mức giá chính xác nhất. Để các anh chị ta quan tâm thì các bác có thể vào việc được ngay với chiếc xe này. Còn bây giờ thì chúng ta có thể dành ít phút để theo dõi và đánh giá tổng thể chất lượng của chiếc Honda CR-V này các anh chị nhá. Đầu tiên thì chúng ta đi ngay giúp em vào cái phần hệ thống đèn pha của em nó. Vâng, phần đầu xe của dòng xe này thực sự thiết kế rất là đẹp mắt, hiện đại. Cụm đèn pha thiết kế to bản với bóng đèn bi với projector ở chính giữa và có đèn LED định vị ban ngày xung quanh. Đèn xi nhan là đèn halogen. Bật ca lăng với những chi tiết được sơn nhựa bóng piano kết hợp với 3 thanh nẹp chrome, và ở chính giữa đó là thương hiệu logo Honda. Và các bác có thể thấy là theo thời gian nhưng các chi tiết chrome của chiếc xe này là vẫn còn rất là mới. Toàn bộ khu vực viền xung quanh của đèn gầm thì cũng được ốp chrome các bác nhá. Đó, con này là biển 15 Hải Phòng, một chủ duy nhất từ đầu. Ok chưa ạ? Và mà các bác có thể ngắm nhìn giúp em. Đó, quá đẹp luôn. Gầm cao, máy thoáng đúng không ạ? Tầm quan sát là tốt. Vâng, và các anh chị nhìn lại đèn bi của nó này. Đấy, trong suốt luôn. Và các bác để ý là viền đèn này. Đấy, đều thẳng tăm tắp. Vâng, hay đây. Cái chi tiết này, khe mép này, nó phải khít như này thì nó mới đảm bảo là chiếc xe nó không bị đâm đụng, không bị va chạm các bác nhá. Xe được tích hợp xi nhan ở trên gương, la răng phay. Đấy, bằng cả dàn thì dàn lốp mít rồi. Và các bác thể thấy là xe nó đi ít, con này chạy chuẩn 8.9. Đó, các bác thấy là xe chạy ít, cụm phanh bên trong nó vẫn còn trắng như này. Ok chưa ạ? Lốp lát thì gai cũng còn rất là dày. Con này các bác đi được khoảng 3 vạn nữa mới phải thay. Đấy, toàn bộ viền chân kính thì đều được ốp chrome tạo cái điểm nhấn cho ngoại thất của chiếc xe, cũng như là chúng ta có tay lắm cửa và một cái thanh nẹp chrome nối dài ở phần thân xe. Đấy, tạo cái điểm nhấn cho cái ngoại hình của nó các bác nhá. Đấy, vâng. Nhưng mà điểm nổi bật của dòng CR-V thì đó chính là cái phần đuôi phía sau. Cái này thì nhiều người không thích, nhưng mà đây là một cái thiết kế có thể nói rất là thực dụng của Honda. Vì khi mà thiết kế như này thì tí nữa em mở cái cốp ra thì các bác sẽ thấy là không gian cốp của xe này có lẽ là rộng rãi nhất trong khu của mình. Điều đó sẽ làm gì? Sẽ giúp cho các bác chúng ta mang theo nhiều hành lý trong những chuyến đi. Và dòng CR-V thì bao giờ cũng có một cái đèn đặc trưng, nó kéo dài từ phần nóc xuống phần thân giữa xe các anh chị nhá. Đấy, và các anh chị có thể đi lại gần và các bác nhìn giúp em này. Đó, nó đẹp long lanh như này trong suốt luôn. Đấy, đèn phanh trên cao, đuôi cánh gió, gạt mưa cho kính phía sau, có cam lùi. Đấy, vâng được chưa ạ? Và một chiếc CR-V một chủ duy nhất từ đầu nhá. Đây các bác nhìn này, cái đèn hậu của nó này. Đẹp xuất sắc luôn, nguyên zin nguyên bản. Đấy, không một tì vết. Vâng, và đây mở luôn cốp cho các bác. Đây các bác thấy này. Đúng như em nói đúng không ạ? Cốp rất rộng, các bác tha hồ để đồ. Đấy, mang nhiều hành lý trong những chuyến đi và tất cả đều nguyên zin nguyên bản này. Đó, vâng, các chi tiết nhựa, vâng, màu trắng kết hợp với các chi tiết nhựa đen và còn rất là mới. Đấy, con này thì thực sự mà nói thì không có từ gì để chê cả. Nỉ các bác nhìn này, lỉ ghế này. Đấy, hay cả tấm nỉ này. Đấy, con này thì có lốp dự phòng dưới nhá. Đồ đạc kích thay thế các bác nhìn nguyên zin nguyên bản này. Đấy, và tôn sassy này. Đấy, không một vết mục mọt luôn, dù là biển 25 Hải Phòng. Đấy, xe người ta chỉ chạy thành phố thôi. Đó, tất cả còn nguyên zin nguyên bản. Ok chưa ạ? Để các bác có thể yên tâm nhá. Còn bác nào mà cảm thấy lăn tăn thì đem đi check hãng một lần nữa giúp em. Đấy, nhưng mà giá ngày hôm nay thì cực kỳ ngọt để cho chúng ta có thể sở hữu chiếc xe này. Vâng, tội gì phải đi Morning i10. Đấy, giá này thì các bác tìm đâu được. Vâng, tìm đâu được anh chị ạ. Đó, vâng, vậy thì chúng ta ngắm nhìn tổng thể ngoại thất của chiếc xe này trước khi mà các bác cùng em kiểm tra tới nội thất bên trong của em nó, cũng như là đi vào phần động cơ. Được chưa? Vâng, vậy thì bây giờ xin mời các bác chúng ta hãy cùng em mở cửa và kiểm tra nội thất bên trong của chiếc CR-V này các bác nhé. Vâng, chiếc CR-V này khi mới thì chủ nhân cũ phải bỏ ra khoảng 1 tỷ mốt. Và các bác có thể thấy là chất lượng ghế da của xe này hiện tại đến bây giờ vẫn còn rất là tuyệt vời. Đấy, chất liệu da mềm. Đấy, và may nhăn.
Đấy, và khi ngồi vào các bác cảm giác rất là mát. Các anh chị có thể ngắm nhìn một chút cái ghế da của nó này. Đấy, theo thời gian nhưng mà còn cực kỳ ok nhá. Xuất hiện rất ít những vết nhăn. Đấy, và từ cái móc khóa các bác nhìn này. Đấy, tem mác, đấy, có lốc bản lề nguyên zin nguyên bản. Đấy, đây. Và các bác phải thấy này. Đó, năm sản xuất 2014 nhá. Đấy, tất cả tem mác còn nguyên zin nguyên bản. Xe thì đã được trang bị ghế lái là ghế chỉnh điện rồi. Đấy, khá ok. Đấy, con này đã tiết kiệm nhiên liệu thì nhưng mà nó còn cung cấp cho chúng ta một cái tính năng econ, tiết kiệm nhiên liệu hơn, cân bằng điện tử chống trơn chống trượt và full lịch sử bảo dưỡng hãng nhá. Đấy, và vô lăng đây thì các bác thấy là bọc da này khá là xịn sò. Đấy, và xe chạy ít nên các bác thấy là những cái khóe da của nó vẫn còn rất là mới. Đấy, chúng ta có ga tự động cruise control, nghe thoại rảnh tay. Đó, và các chi tiết này, và đây mức tôn nét hiện tại các bác thấy này, 8 vạn 9 chuẩn nhá. Đó, con này thì có một cái màn hình nhỏ ở đây hiển thị các cái thông số của xe và cam lùi cũng được tích hợp trên này. Đấy, và chủ nhân cũ đã lên các bác một cái màn hình Android rồi. Đấy, có camera hành trình nhá. Và đây, chúng ta có hệ thống điều hòa là hai vùng độc lập. Và điều hòa này thì nổ máy mắt lạnh. Và cần số thì các bác nhìn này, nó chéo chéo như này, rất là dễ cầm lắm. Đó, và các chi tiết bản tablo thì các bác nhìn giúp em. Phải nói là đẹp long lanh luôn. Đấy, ghế phụ này. Đấy, xe được trang bị cả cửa sổ trời. Đấy, tất cả hoạt động chân chu nhá. Đây, các bác muốn mở thì ấn bằng nút bấm thôi. Đấy, nó sẽ ấn mở ra cho các bác. Rất ok đúng không ạ? Chứ cũng chỉ bằng một nút bấm mà chúng ta có thể đóng lại được. Rất là ổn áp. Đấy, và tất cả còn cái chi tiết này còn nguyên vạch sơn đánh dấu trong hãng như ra. Đấy, bản tapi cửa lái thì các bác có thể nhìn là nó kết hợp giữa các chi tiết nhựa, da và sơn giả vân gỗ này. Đấy, xe được trang bị một kính auto, gương chỉnh điện và có cặp gương tự động các bác nhá. Đấy, cái dòng này đi rất là thích, đầm chắc. Và đây, hàng ghế sau thì các bác có thể mở cửa ra. Thì các bác có thể thấy là CRV thì mang tới cho chúng ta một cái hàng ghế thứ hai rất là rộng. Đấy, khoảng để chân giữa hai hàng ghế lớn và chúng ta ngồi được ba người lớn, bằng ba người lớn ở hàng ghế sau này. Và có cửa gió điều hòa. Đấy, có cả cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau. Và ghế da thì các bác nhìn này, chất lượng của nó đây. Đấy, rất là mới luôn. Đó, ok chưa? Đây bằng tapi cửa này. Đấy, người ta đi người ta giữ gìn nó không để lại những vết xước sát. Đấy, và bao zin nguyên bản của bác từ con ốc này. Đấy, nó đẹp đến mức độ như vậy. Đó, vâng. Và chúng ta sang tiếp bên này nhá, để cho các bác có thể là kiểm tra một cách kỹ lưỡng tổng thể. Ok luôn. Vâng, quá đẹp luôn các bạn. Nguyên zin nguyên bản, toàn tập từ A đến Z. Và vậy thì để đánh giá chất lượng chi tiết xe hơn thì bây giờ chúng ta có thể cùng em kiểm tra tới phần động cơ của chiếc xe này. Và vậy thì đây là khoang động cơ với cô máy 2.4 công nghệ IV Tech nổi tiếng của chiếc Honda CR-V. Và em Việt đang để nổ máy để cho các bác có thể thấy là máy nổ rất êm. Chúng ta chỉ nghe tạch 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 thôi. Đấy, và đây từ chân máy này. Đấy, từng con ốc các bác thấy là vẫn còn nguyên vạch sơn nhá. Cái dòng Honda rất là hay là họ đều đánh dấu vạch sơn ở tất cả con ốc. Nên là chúng ta có thể là nhìn những cái vạch sơn này để mà đánh giá cái chất lượng hiện tại của xe nó như nào. Đấy, đầu dòng taxi này. Đấy, các bác nhìn nó ok chưa? Đấy, cabo này. Đấy, tem mác. Quá tuyệt vời rồi đúng không ạ? Và bác nào thích thì lại đem đi check hãng giúp em nhé, nếu cảm thấy còn lăn tăn về chất lượng. Vâng, vậy thì chi tiết chất lượng cho xe các bác cũng đã có thể đánh giá được rồi đúng không ạ? Và ngày hôm nay em Việt đang chào bán chiếc xe này một giá thôi. Vâng, các bác không phải mặc cả nữa để cho đỡ bất công. Vâng, 480 triệu, có nghĩa là chỉ ngang cả một con i10 thôi. Các anh chị chúng ta có thể sở hữu được chiếc Honda CR-V này. Vậy thì quý chị nào yêu mến quan tâm thì các bác hãy trực tiếp nhấc máy lên và alo cho em Việt theo hotline 0968 22889, hoặc đến với địa chỉ kênh YouTube Việt Xế Chất ở số 175 đường An Định, thành phố Hải Dương để xem xe, lái thử và cảm nhận chiếc xe các bác nhé. Một lần nữa cảm ơn quý chị đã cùng theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chúc các anh chị ta một ngày mới thật vui vẻ. Hãy cùng ấn nút đăng ký kênh để cập nhật sản phẩm mới về tại kênh YouTube Việt Xế Chất.